thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ đến các bạn và các cháu làm bánh khoai mỡ. Nguyên liệu của bánh khoai mỡ gồm có khoai mỡ là 280g và đây là nước cốt dừa 40g, bột năng 30g, bột nếp 50g và đây là muối, bơ lạt 10g và đường xay 57g. Trước tiên là mình sẽ xắt khoai mỡ ra. Đó, mình xắt mỏng để cho hấp nó mau chín. Tiếp theo là nước sôi mình đi hấp khoai mỡ. Và trong khi hấp khoai mỡ thì mình đi rây đường. Và cái đường bột này thì nó đóng cục, mình phải rây. Cái nào mà đóng cục thì mình lấy cái muôi mình chà nó ra. Và khoai mỡ mình chín rồi, bây giờ mình lấy ra mình nghiền. 13 phút thì khoai mỡ mình đã chín rồi. Tại vì mình cắt mỏng cho nó mau chín. Và hôm nay mình mua khoai mỡ nó cũng không có tím nữa. Tại vì cái khoai mỡ ở gần nhà mình nó chỉ có khoai mỡ là thôi, chứ nó không có tím. Đó, và khoai mỡ đang nóng này thì mình nghiền rất là nhanh. Tiếp theo mình cho vào đây là một đầu đũa muối đó, mọi người. Và bây giờ mình dùng bao tay mình bóp cho nó nhuyễn luôn. Mình dùng bao tay bóp thật là nhuyễn. Rồi bây giờ mình cho bột năng vô này, cho hết bột năng vô. Và đây là bột mì, à bột nếp, quên mình đi lộn. Cho mình bóp cho nó đều. Bột năng và bột nếp. Và đây là bơ lạt nha mọi người. 10g bơ lạt. Và đây là đường xay. Mình nếu mình không có đường xay thì mình bỏ cối sinh tố mình xay ra. Chứ cái này mà đường hột thì nó lâu tan lắm. Và đấy là nước cốt dừa thì mình cho từ từ thôi. Chứ mình đừng có cho nhiều, mình cho nhiều nhờ mình sợ nó nhão á, nên mình cho từ từ thôi. Nếu mà cảm thấy nó vừa tay thì mình dừng lại. Nếu ta cho hết nước dừa thì ta phải cho thêm bột nếp hay là bột năng. Và mọi người ơi, bây giờ nước dừa của mình còn nhiều á thì mình cho thêm bột nếp vô. Mình bỏ nước dừa đi, mình tiếc cái mình cho thêm bột nếp vô. Và cái phần nguyên liệu thì mình sẽ để phần nhận xét và phần mô tả. Tại vì mình bổ sung thêm á thì mình sẽ để phần mô tả và phần nhận xét. Mọi người sẽ mở phần mô tả và phần nhận xét lên xem. Đó, mình chế nước dừa vô từ từ thôi. Vì nước dừa bây giờ mà bỏ thì mình tiếc á, mình cho thêm bột nếp vô mình ngồi. Và bây giờ thì cái nước dừa, cái màu của mình nó lợt á, mình bổ sung thêm một ít màu lá cẩm á, mình bỏ vào đây nè. Màu lá cẩm khô á, mình bỏ trong nước dừa, mình bỏ nhồi luôn. Tại vì cái màu khoai mỡ của mình nó lợt á, cho nên mình bổ sung thêm một ít màu lá cẩm. Mình trộn vào trong nước dừa á, mình nhồi lên, cái màu nó đẹp. Và bây giờ mình nhồi cái khoai mỡ của mình nó dẻo mịn rồi, đều rồi. Bây giờ mình bắt đầu nặn khoai mỡ. Mình gót tờ giấy nén này. Mình nặn theo sở thích của mình. Đó, mình nặn như vậy.
nhận như vậy. Mình làm một cục tròn như vậy đó, mình xoay xoay tròn về. Xong bắt đầu mình nặn về rất là mau luôn á, đó. Đó, mau lắm. Và bây giờ mình nặn xong bánh khoai mỡ mọi người, đâu có dính đâu, thấy không? Và bây giờ ta bắt đầu đem chiên. Và mọi người ơi, bây giờ mình thử dầu nè. Đó, dầu sôi trên đũa. Mình bỏ bánh vào mình chiên. Và mình để lửa nhỏ trung bình thôi. Và mình nhớ lăn cái bánh này này, thôi nó cháy. Quên mình bỏ dính chùm rồi. Và mình để lửa nhỏ, nhỏ trung bình nha mọi người. Bánh của mình nhìn rất là ngon luôn á. Mình để rời nha. Đừng để dính vào nhau thì nó sẽ bị dính chùm á. Một lát nữa mình để rời chung với nhau. Và mình nhớ đảo. Chi cái này là đúng là mình chiên nhiều dầu rất là ngon. Và cái nào vàng thì mình vớt ra, xong mình cứ bỏ tiếp thôi. Cái nào vàng mình bỏ vớt ra, xong mình bỏ tiếp thôi. Và mình để cho nó rời ra, nó dính. Và đấy mình quên mình không để rời ra nó bị dính. Lúc đầu thì nó dính, về sau là nó hết dính. Vàng rồi nó hết dính. Bánh của mình lúc này rất là ngon luôn nè. Và bánh này rất là dễ làm mọi người ạ. Khoai mỡ thì mình mua về mình hấp lên, luộc à, mình gọt vỏ xong mình hấp lên, xong mình nghiền, làm rất là dễ. Và các bé rất thích món này. Làm mau, rất mau luôn. Và mình có thể làm cái này mình về mình bán học trò hay là sinh viên, học sinh. Mình chiên nhiều dầu thì rất ngon. Đó, mình chiên thì cũng có nhiều, không ít dầu lắm, nhưng mà mình chiên dầu chảo dầu đầy á, ngon lắm. Và mình làm bánh này á, nếu mình không có nước dừa thì mình cho sữa tươi cũng được. Mà mình nước dừa thì nó sẽ ngon hơn sữa tươi. Cái mình thả vào từ từ. Cái này nó không dính nữa, nhưng mà cái là mới bỏ vô thì nó hay dính. Nó thành những cái này vàng rồi nó không có dính nữa. Và bây giờ mình vớt bánh hết rồi thì mình tắt bếp. Và mọi người ơi, đây là dĩa bánh khoai mỡ của mình nè. Mình chiên được 51 cái. Và mình sẽ ăn thử. Đó, bánh mình khoai mỡ này, ở trong nó mềm, ở ngoài nó giòn, ở trong nó mềm, rất là ngon luôn. Rất là béo mà cốt dừa. Người nhìn dĩa bánh của mình rất là hấp dẫn không? Và mình làm mau lắm. Chỉ có 280g khoai mỡ thôi. Và 40g nước dừa. Ta có thể thay nước dừa bằng sữa tươi không đường, hay sữa tươi có đường cũng được. Và đường thì mình phải làm đường bột. Chứ nếu mà mình làm đường hộp thì mình phải khuấy với sữa tươi. Chứ nếu mà mình trộn trong bột thì nó sẽ không tan. Nếu ta không có đường bột thì ta phải khuấy đường vào trong sữa tươi hay là trong nước dừa khuấy tan. Và ta phải cho trong bột. Chứ nếu mà mình bỏ đường bột mình nhồi ấy, thì rất là lâu tan. Và phần nguyên liệu thì mình để ở phần nhận xét và phần mô tả. Nếu ai không nghe rõ thì mình mở phần mô tả và phần nhận xét lên xem. Và bánh khoai mỡ này thì mình có thể làm mà mình bán này. Ăn rất là ngon luôn. Nhà mình thì ai cũng thích ăn bánh này hết ạ. Bánh người ta có thể ăn với tương ớt, rất ngon. Và mình làm cái bánh này thì mình vừa làm, mình vừa coi tivi, mình ăn thì rất là ngon luôn. Và lại nhanh, làm nhanh mà dễ làm nữa. Ai cũng có thể làm được hết. Nếu mình mua được cái khoai tím, mà khoai tím đậm, thật đậm thì nó màu rất đẹp. Nhưng mà ở chợ gần nhà mình thì nó không có khoai tím đó, nó có màu lợt lợt này. Cho nên mình cho thêm một tí màu lá cẩm khô cho nó đẹp. Nếu ta không có màu lá cẩm thì ta có thể để in như vậy vẫn được.
Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Và phần nguyên liệu thì mình để phần nhận xét và phần mô tả. Nếu ai không nghe rõ thì mình mở phần mô tả và phần nhận xét lên xem.